Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối nhanh Mixer Behringer Flow 8 và cái app control ở trên điện thoại hoặc iPad ở đây. Trước hết, bước thứ nhất là các bạn vô menu. Các bạn sẽ thấy ở đây nó có chữ Behring nè. Thì cái Behring này á là để kết nối Bluetooth. Các bạn sẽ chọn Enter. Ở đây nó có hai phần. Thứ nhất là Pair App. Pair App là control đó. Thì mình sẽ kết nối cái phần app này trước. Rồi mình enter vô. Rồi các bạn lưu ý nha, mình không cần phải vô phần Bluetooth để mình kết nối. Mình chỉ cần chọn vô app thôi. Các bạn lưu ý là mình chọn vô app thôi nha. Thì app nó sẽ tự pair cái phần Bluetooth lại với nhau. Thì khi mình đã kết nối, nó sẽ hiện ra cái giao diện này. Nếu một máy mới thì các bạn start new. Yes. Thì nó vô rồi các bạn. Nó hiện lên cái đó là nó đã vô rồi. Rồi, mình đã control được rồi đó. Control được rồi. Rồi, cái đó là cái Bluetooth thứ nhất và cái Bluetooth thứ hai để kết nối audio đó. Thì mình sẽ vô pair ha. Mình vô pair một lại lần nữa, vô menu lại lần nữa. Rồi, mình sẽ enter nó và tìm tới phần audio. Các bạn lưu ý nha, trên bàn mixer này nó có hai con Bluetooth lận. Pair audio. Rồi các bạn thoát ra ngoài. Các bạn thoát ra ngoài, các bạn tìm tới cái phần setting thì như kết nối Bluetooth thông thường của mình thôi. Ở đây là mình kết nối sẵn rồi thì đó, bây giờ mình sẽ quên nó đi ha. Mình quên nó để cho các bạn thấy nè. Đây, nó sẽ hiện ở đây. Nó có một cái lưu ý này với các bạn. Ở đây nè, nếu kết nối, nếu mà các bạn mở cái pair audio này trước á thì nó không yêu cầu mở pin nha. Còn nếu mà các bạn mà mở Bluetooth ở trên điện thoại trước thì nó yêu cầu mở pin. Các bạn chỉ cần mở trên này trước. Audio mình mở trên này trước, mình kết nối vô là nó bấm vô là nó nhận. Rồi nó là như vậy. Đó là hướng dẫn kết nối nhanh cho bàn mixer Flow 8. Rồi. Một số bạn á thì mở cái chương trình Bluetooth lên ở đây trước. Nè. Có nghĩa là các bạn mở chương trình Bluetooth ở trên này trước thì các bạn không thể kết nối vô Flow 8 được. Thì bắt buộc các bạn phải vô menu và các bạn làm theo đúng trình tự của nó. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.